họ nói với mình rằng thế giới bây giờ là phải bình đẳng. Oh, say can you see? Tin phụ nữ đi. Phải tin những người phụ nữ hiện tại. Bây giờ họ không được kém đàn ông cả. Và các bạn biết là mình trả lời nào không? Mình bảo tin. Đừng hiểu nhầm ý mình. Mình vẫn rất là tôn trọng phụ nữ. Nhưng tin và tôn trọng nó thuộc hai trường phái khác hoàn toàn nhau. Và tại sao mình nói là mình không tin phụ nữ? Thì đây chính là lý do để mình kể lại cho các bạn về câu chuyện cách đây tầm nửa ngày. Mình đang ngồi lướt web, bỗng nhiên mình thấy mặt của chị gái rất là xinh hiện lên trên màn hình. Mình bảo wow. Và mình bắt đầu xem clip. Mình vừa xem cái gì vậy? Thượng đế, rửa mắt cho con, please. What? Không sao. Đấy chỉ là cái giả thôi. Đấy chỉ là cái cố tình nó lừa mình thôi. Cái này phải khác chứ đúng không? Không ai có thể xấu như vậy mà lại trang điểm đẹp được đúng không? Thật sự. Có nhìn cái gì cái con nhìn khác gì con mắt nổ mắt xịt đâu. Mình không nghĩ là trang điểm vào là mắt to lên bước từng này luôn. Con nhìn hai con mắt khác hẳn nhau luôn. What the fuck, tại sao? Làm sao có thể làm như thế được? Là tô thêm mắt và mình không hiểu về cái vấn đề trang điểm của phụ nữ nhưng mà mình không biết được. Mày là phụ nữ đúng không? Tao hỏi mày, có trang điểm được như thế kia không? Con thấy không? Đến nó còn không biết nói gì. Con hiểu không? Nó là phụ nữ mà nó không biết nói gì luôn. Thực ra nó là con heo cái nhưng mà what? Đây là gì à? Đàn ông à? Nó fuck. Oh god. Đây là đàn ông. Không. Không lẽ bây giờ tao không xin tin được đàn ông nữa sao mày? Tại sao? Không thể nào. Thậm chí đấy có phải hai người hay không? Người thứ hai nhìn thậm chí còn gầy hơn người thứ nhất. Thật sự nhìn còn cảm giác dày hơn. Đây gì? Nhìn tay có vẻ nhỏ hơn. The fuck? Ok, những cái trước thì có thể tin được. Nhưng mà cái này rõ ràng là người đầy nhưng béo hẳn mà. Chả những trang điểm làm cho người ta gầy đi được. The fuck? Oh god. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao? Làm sao để có thể đi được bất cứ ai trên thế giới này nữa sau khi xem xong video này? Đây không phải là một cái video trang điểm mà nó là cái video thử thách lòng tin thì đúng hơn. Holy shit. Oh, chào cụ tổ. Cụ tổ có muốn lấy cháu làm chồng không? Thật ra là bọn nó xinh rồi, trang điểm bên kia xấu thôi. Nghĩ ra cũng có thể, trong trường hợp này cũng có thể. Kiểu một số những hot girl kiểu quá hot rồi, quá nhiều người theo đuổi. Làm thế kiểu tạo phốt, không ai theo đuổi nữa. Đùng một cái, thành xinh như bình thường. Yeah, điều cũng có thể xảy ra. Hoặc có thể họ có một vẻ đẹp tiềm ẩn. Cái vẻ đẹp mà lại càng tiềm nó càng ẩn ấy. Các công ty mỹ phẩm và trang điểm nợ đàn ông trên thế giới một lời xin lỗi. Đúng, bọn phải xin lỗi nào. Nếu sau này tao lấy một con vợ nào mà đến lúc nửa đêm sau khi tắt đèn thì mới biết nụ cười người giả dối. God. Có người yêu hay make up cứ đưa đi bơi là khắc hiện nguyên hình. Kiểu cái hồ bơi là kiểu cái gương bát quái nhúng mà phát giơ lên hiện nguyên hình bạch cốt tinh. Ew. Trường, làm sao có thể làm được như thế? Làm sao? Tại sao? Tại sao?
What the fuck? Còn BTI ở đây, còn BTI ở đây, còn BTI ở đây. Đây còn là kinh khủng hơn là cái thảm họa toàn cầu. Các bạn biết là có cái vụ trang điểm này với lại phẫu thuật. Đã từng có một bài báo nói về cái vấn đề rồi. Bài báo kể về một người đàn ông lấy một cô vợ rất là xinh. Nhưng mà cô vợ đấy, người ta không biết rằng cô vợ đấy đã bị phẫu thuật thẩm mỹ. Và sau đó là khi đẻ con ra thì thấy con xấu quá. Thế là người đàn ông tìm hiểu về quá khứ cô vợ này, biết rằng là ngày xưa cô vợ đấy xấu như chó. Sau đó đã được phẫu thuật thẩm mỹ trở nên thành hot girl, hiểu không? Và sau đó ông này đã đi kiện. Ngạc nhiên ông ta thắng kiện. Ít ra được quan toàn vẫn còn tỉnh. Nó không ngu như thế. Các bạn biết đây giống ai không? Giống Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký Mối Tình Quay Chuyện. Oh, say can you see? Ok, bây giờ thì mày giống Bạch Vũ Tinh rồi. Hóa ra bây giờ là trang điểm còn chuyển được giới. Ok, hãy xem thử Tùng Sơn version Super Fake xem như nào. Nhìn cái hàm răng, răng kể mà tổ cán nát hoa màu kìa. Chắc là hàm răng này thì không thể che đấu được rồi. Nên là mình nghĩ là nó chỉ thay đổi một chút thôi, nhưng vẫn còn hàm... Mình rút lại lời mình vừa nói. Ôi thiên linh linh địa linh linh, làm ơn hãy xua đuổi yêu quái ra khỏi thế giới này rồi. Ok, hãy xem cô gái nói là xinh thì cũng không phải là xinh, nhưng mà được cái cũng khá là chuẩn. Ok, nhìn cũng được, mặt hơi dài một chút nhưng nhìn cũng được. Ok, khá là dễ thương. Hãy thử xem là mọi thứ diễn ra như thế nào. Hãy thử tốc độ lên 2 nào. Và mình sẽ tua video của mình lên 2 nữa. Thầy, pháp sư, giết yêu quái đi. Giết yêu quái đi. Tại sao mấy cái video này toàn là của người châu Á nhỉ? Sao mình tìm mãi không thấy một cái video ngắn nào đấy của người Âu Mỹ, cái bọn tư bản dễ chết nhỉ? Ok, hãy tìm xem là có cái video nào của Âu Mỹ không? Cái này là quá nhiều, thế là quá nhiều. Quá nhiều. Quá đủ. Đến cái việc thở bây giờ nó vẫn còn khó khăn với mình. God, tôi thấy rơi tàn ác này. Trang điểm tạo được mà lún đồng tiền à? Đây rõ ràng là không có mà. Sao đây có? Mà là còn to, còn rõ chứ, the fuck. Trang điểm được là lún đồng tiền á? Nên bây giờ cái đấy làm giả được á? Cái nghệ thuật trang điểm không khác gì là cái bọn tàu khựa bán hàng sao chép, hàng nhái, hàng giả cả. Y hệt như thế. Cái gì nó không làm nhái lại được. God. Đừng hiểu nhầm ý mình không khét gì khi trang điểm cả. Mình thực sự là rất là muốn người trang điểm. Ai cũng có thể đẹp hơn và tự tin hơn. Video này thì chỉ cho vui thôi, nên là mọi gạch đá, giày dép để hết bên ngoài trước khi bước chân vào. Ok, nếu có thích video thì đừng quên để lại một like và subscribe cho mình. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video sau. Mình nói này lần thứ hai rồi. Vậy sẽ để mình nói lần thứ ba cho nó trôi chảy. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video lần sau nếu các bạn quên để lại một like. Sắp quay chương trình mình nữa. Hello và xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình tập đếm cùng Dương FG. Chúng ta hôm nay sẽ học bài đếm từ 1 đến 50 nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Yeah! Các em đã bị lừa đấy cô, cho video này lên đến phút thứ 10 rồi. Cô lại có thêm tiền YouTube rồi. Yeah! God damn it.